chờ bệnh hạ của vết xích cầu với lại khốt mố lò nham băng chiến sĩ đốt bền phòng nằm chạy lưng nam dệt viên khân bày chu bản ná đèn đình trên báo bòng các vân bồi họp bản đồn biên phòng nằm chạy có bòng các cấp ủy trên quyết xá và trên báo nếu trước bom me quân dần dân nằn cùng xăm pì tam má bom me quân dần còn năm dệt cờ đầy lang đì người dân cũng thực hiện tốt mà cũng không có ca nào bị nhiễm COVID-19. Dũ phùng đèn đình phùng đắc hắng tăng ti cắt khó cánh lông hù khoảng quân dần báo lại vậy vào hở bom me hù ngay trước cắt báo chưa vàng ngày cắp lũng bùn khoảng ngoài chiến sĩ biển phòng nêu trước quân dần bòm kìm bòm rú cắp bom me bám địa bàn bám chính quyền bám đường lối chủ trương bòm kìm bòm rú cắp bom me bòm năm dệt cắp chính quyền cánh chu lông tăng bòm kìm bòm rú cắp quân dần và hở quân dần hù chảnh đồng bào các dân tộc thì cũng đã xác định bom me chưa trở quân có hủ chảnh về dệt trách nhiệm gần chậu cái nằn có cô hén xôm hát phóng nang về bám nà bưng cùng phía tối bom trùng hú và trước hòn an ninh đèn đình phòng đền mương cùng gian cày ma cùng nang về bảy chữ hòn an ninh đèn đình phòng trùng hú biển phòng mịt lại hù nát nới ra cha nhất lọt chu cầm phong to sốn cả cái quân rằng tại bờn xếp dòng bị sóng băn bảy ra hoạt khay còn mi băn nưng bảy xếp dòng chu cả khải khoan rằng tại chủng mũ biển phòng cái khay cắp cài nưng phải chết tấn khoan rằng chu tằng những chiến công ấy đã góp phần giữ vững an ninh chính trị vâng trên cổng nằn có góp hôm bảy chữ hòng an ninh đèn đình khoảng bản mướn vào gần vc khoảng cán bộ chiến sĩ biển phòng lưng áo lông yên han vì dòng băn bài sao ép chủng mũ trình sát bộ đội biên phòng còn nhôm huần trường trên cổng hẳn nhất là tập thể các nhân đầy nhốt huần trường bày chữ đỉnh mưng băng khèn khòng thủ tướng chính phủ ăn nằn lo lắng muôn sừng là trách nhiệm khòng mọi quân lính biên phòng cầm mằn lao chúng từng mử áo lông yên han mà hở quân dần